Chào các bạn, chào bạn Hải nhé. Video này mình gửi bạn Hải ở Quảng Bình. Bạn có đặt bên mình một đôi vòng tay cho trẻ em. Hôm nay bên mình mới làm xong. Mình quay cho bạn xem trước để chiều nay mình gửi hàng. Đây bạn. Bạn Hải xem nhé. Bạn Hải ở Bố Trạch, Quảng Bình có đặt bên mình một đôi vòng tay trẻ em bằng bạc ta. Nhà bạn có hai bé sinh đôi nên bạn đặt một đôi giống nhau. Bên mình hôm nay làm xong, mình quay cho bạn xem trước. Chiều nay mình sẽ gửi hàng cho bạn. Thì khoảng 4-5 ngày thì chắc là bạn sẽ nhận được hàng nhé. Bạn để ý điện thoại nhận hàng giúp mình. Cảm ơn bạn Bình đã tin tưởng và đặt hàng bên mình. Các bạn trên mọi miền Tổ quốc, ai thích làm một cái sản phẩm nữ trang vàng bạc nào đó theo ý của các bạn thì liên hệ với mình, số điện thoại 079 609 6717 nhé. Video này mình xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào các bạn.